xin giới thiệu, đây là cái món gọi là bánh bèo của ở Huế. This is a kind of rice cake from the middle of Vietnam, from Huế. Yeah, from Huế. Yeah. Xin mời. Enjoy, please. Yeah. Okay. I will keep for you later. Thank you. Tức là sức khỏe có nghĩa là sẽ khuất á, cho nên là chúc là mạnh khỏe. Người Việt Nam là nó mạnh khỏe. Ok ngồi. Rồi. Em ngồi. Chào chị. Dạ, em chào anh. Trước mắt lại mời mọi người ăn bánh bèo trước nha. Bánh bèo Huế đó nha. Bánh bèo. Cô Thí chăm sóc các thầy thuốc giùm ha. Nè, anh cái xương đi ta. Xin mời. Con ngồi bên này. Không đẹp lắm. Không có vấn đề gì. Do mình chứ rất nhiều đó, do mình. Nhiều ít do mình. Ở đây kiểu bánh bèo nè mày. Thank you.